con còn trẻ, không biết tính toán cái gì cả, nên ăn tiêu lãng phí lắm. Đưa mẹ cất hộ cho chứ mẹ có tiêu của con đâu. Con nói dối mẹ đúng không? Đưa đây cho mẹ. Trời đất ơi mẹ ơi là mẹ. Mẹ! Cái phong bì của con đâu ạ? Ừ thì mẹ lấy đấy. Đã vừa lòng chị chưa? Thế giờ bao nhiêu để mẹ đền? Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bàn bạc lại với giám đốc. Cảm ơn anh. Em chào chị ạ. Chị làm cái gì đấy? Giao hàng kiểu đấy à? Dạ, chị cầm giúp em đấy ạ. Đưa đây. Chị thông cảm nhá. Tại vì cái đường này nó hơi mới cho nên là em phải đi tìm đường lâu ạ. Đây, khỏi thối. Coi như là tôi cho chị đấy. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị ạ. Linh. Chồng. Em làm cái gì ở đây? Em... Sao giờ này không đi làm? Mà lại đứng đây đếm tiền? Em... Đi về ngay. Về ngay! Tôi đến số ở với cô mất. Nghỉ việc. Bán hàng online. Cô bị điên hả Linh? Hả? Cô làm như thế cô nghĩ mặt tôi không? Rồi đồng nghiệp, cấp trên, họ nghĩ về tôi như nào? Họ cười vào mặt tôi à? Em xin lỗi vì đã nghỉ việc mà không báo trước với anh. Nhưng mà em thấy công việc này cũng rất là tốt mà. Đâu có gì đáng phải xấu hổ đâu ạ. Buôn bán mà không xấu hổ. Cái bọn buôn bán như cô thì biết cái gì chứ. Đúng là cái lũ mặt dày mà. Mày thôi được chưa Cao? Con Linh nó đi làm kiếm tiền. Nó không ăn bám mày. Đã thế rồi về lại con chửi mắng nó. Mày sống như thế à? Nhưng mà vợ con nó bán hàng online, rồi nó đi giao hàng, xấu hổ lắm. Thì sao? Chỉ có mày nghe lời đàm tiếu của thiên hạ về mắng chửi nó. Mày mới là người xấu xa, khốn nạn đấy. Kìa. Đi con, đi với mẹ. Từ giờ ấy, nó mà còn to tiếng với con ấy, nói với mẹ, để mẹ xử lý, nghe chưa? Linh à, từ sáng giờ con đi đâu đấy? Đi giao hàng à? Dạ, vâng ạ. Mẹ đã đi chợ, nấu cơm rồi, con về nghỉ ngơi rồi, ăn cơm đi nhá. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Mà con đi giao hàng này chắc cũng được nhiều tiền, đưa đây, mẹ giữ hộ cho. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Con còn trẻ, không biết tính toán cái gì cả, nên ăn tiêu lãng phí lắm. Đưa mẹ cất hộ cho chứ mẹ có tiêu của con đâu. Dạ. Đây ạ. Đấy, nhiều như thế này. Để mẹ cất cho nhá. Thế thôi con đi giao hàng đi, mẹ về nhá. Dạ vâng ạ. Linh, có tiền chưa? Đưa cho mẹ nào. Mẹ ơi, con thực sự là con vừa mới trả tiền hàng hôm qua rồi ạ. Hết rồi ạ. Thế sao được? Hôm qua mẹ còn thấy con đếm tiền cơ mà. Con nói dối mẹ đúng không? Đưa đây cho mẹ. Đưa đây. Nhanh cái tay lên.
này, anh có thấy là mẹ quá đáng với em không? Chuyện gì? Cứ mỗi lần mà em buôn bán có tiền ý, là về mẹ đều lôi hết bằng được. Rồi mẹ bảo là mẹ giữ tiền cho em. Em thấy như thế cứ sao sao ấy. Ý em là mẹ lấy tiền của em làm của riêng á? Em làm sao đấy? Con dâu đi làm về có tiền biếu mẹ là chuyện bình thường mà. Mẹ thương em như thế, chẳng lẽ em nghi ngờ mẹ à? Em đúng là đồ ích kỷ mà. Lên làm bà chủ, bây giờ lại quay ra quên cả mẹ luôn à? Anh thật sự thất vọng vì em đấy. Alo, tôi nghe. Cái gì? Chúng ta bị lừa mất tiền á? Tổn thất mất bao nhiêu? 500 triệu á? Thôi được rồi, để tôi về ngay. Về trễ thế. Đã ăn gì chưa? Để mẹ nấu nhá. Dạ thôi ạ, con ăn rồi mẹ ạ. Thế hôm nay đi làm đã có tiền chưa? Đưa cho mẹ một ít. Mẹ ơi, thật sự thì hôm nay con không có tiền mẹ ạ. Thế thì thôi, khi nào có tiền thì đưa cho mẹ nhá. À, mà mẹ thấy ở trên Facebook ấy, nó quảng cáo điện thoại thông minh mới, xịn lắm. Để mẹ bảo em nó gửi link cho, xong rồi con mua nhá. Vâng. Thế thôi, mẹ bảo đi ngủ đây. Alo, tôi nghe ạ. À, dạ vâng. Dạ. Sao lại rơi hết thế này? Mẹ! Sao mẹ lại lục túi của con ạ? Không, mẹ không lục. Mẹ thấy rơi xuống đây, mẹ nhặt hộ con mà. Mẹ cho con xin lại đi ạ. Trời đất ơi, mẹ ơi là mẹ. Mẹ! Cái phong bì của con đâu ạ? Mẹ không biết, mẹ không lấy mà. Con thử xem có quên ở đâu không? Rõ ràng lúc nãy con vẫn cầm ở tay cơ mà. Mẹ không lấy thì ai lấy đây ạ? Tại sao mẹ lại phải lấy tiền của con vào lúc này chứ? Mẹ cũng đâu có thiếu thốn gì đâu ạ. Đã bảo là mẹ không lấy, mà có bằng chứng không? Đưa ra đây mẹ nhận. Rõ ràng lúc nãy con vào còn thấy mẹ đang cầm túi của con, mẹ lục lọi mà mẹ. Ừ thì mẹ lấy đấy. Đã vừa lòng chị chưa? Thế giờ bao nhiêu để mẹ đền? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ạ. Mẹ ơi, thật ra thì dạo này công việc của con đang gặp khó khăn. Con mới bị mất một khoản tiền lớn, nên là con nhìn mọi thứ đều nghi ngờ mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã nghi ngờ mẹ. Mẹ hiểu. Mẹ biết là công việc của con vất vả. Mẹ rất thương con. Mẹ ơi, vậy là mẹ tha thứ cho con mẹ nhá. Thôi,
Mẹ tha lỗi cho con. Mẹ không thích dùng đồ điện tử. Đây là điện thoại mẹ mua cho con. Mẹ thấy có mấy cô live stream, nên là mẹ giúp con mua cái này. Còn đây là cái thẻ mẹ tiết kiệm được, mẹ đưa cho con. Trong này có 100 triệu. Cái gì? 100 triệu ấy ạ? Sao lại nhiều thế hả mẹ? Đây là số tiền mẹ tiết kiệm hàng ngày ấy, con đưa cho mẹ là mẹ góp thêm vào để dành cho con. Mẹ ơi, vậy là bấy lâu nay hóa ra mẹ vẫn luôn quan tâm đến con. Thế mà con lại không hiểu, con lại nghi ngờ mẹ. Con xin lỗi mẹ, là con sai rồi ạ. Con à, trước đây mẹ cũng từng buôn bán nên mẹ hiểu con đã phải cố gắng như thế nào trong công việc. Con đừng buồn nhá. Con người ai cũng mắc sai lầm, có sai lầm thì mới có đúng. Con cứ tiếp tục công việc của mình, mẹ luôn ủng hộ con. Con cảm ơn mẹ.